Chào các bạn, chúng ta vừa tìm hiểu xong cái cách chèn hình ảnh ở trong HTML. Thì ở phần này để tiếp tục thì chúng ta sẽ tìm hiểu cách chèn cái video ở trong HTML. Đây, chúng ta lại gõ code tiếp nhé. H2 này, cách chèn video trong HTML, đóng cái H2 này vào. B này, để chèn video trong HTML chúng ta sẽ sử dụng thẻ video. Đoạn mở ngoặc này, video, đây là cái thẻ để chèn video nhé. Mở ngoặc video này, sau đó cách nhá, chúng ta dùng cái thuộc tính là chiều rộng và chiều cao, width bằng 320 pixel này, hai bằng 320 chẳng hạn này, pixel. Trong video này chúng ta có một cái thẻ là thẻ suộc, chỉ ra cái nguồn đấy, suộc này, RC bằng. Đây, chúng ta sẽ chỉ ra vị trí cái video. Thì ở trong như, ví dụ ở đây chúng ta có một cái video này, có tên là 123 này. Thì ở đây để chỉ ra vị trí cái video này, chúng ta vào C nhé. Ở đây, vào cái phần vị trí nó đang ở desktop, chúng ta mở desktop ra, copy cái đường link này. Được này. Số chéo tên video này 123 chấm này, đến cái đuôi phần mở rộng của video đây là MP4 video này, 123.MP4, đóng ngoặc này, suộc video 123.MP4 chúng ta cách ra, thay bằng bằng này, nháy trên video suộc chéo MP4 nhìn trên, đóng ngoặc vào. Xuống đây chúng ta làm cái thẻ đóng của vị thở với video video. Cái thẻ suộc ở trong cái nó nằm trong cái video này, nó không có phần đóng mở gì các bạn nhé, nó chỉ có một nó không 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 có cái thẻ đóng, nó chỉ cần thẻ suộc mở như này thôi. Và chúng ta lưu vào này, chúng ta loát này, đấy thấy nó đây nó chèn. Chúng ta sử dụng thẻ video là nó đến đây là cái video của chúng ta. Cái video này thì các bạn thấy là nó hiển thị như một bức ảnh đúng không ạ? Tại vì sao? Ở đây chúng ta cần phải cho nó hiển thị cái bảng điều khiển của nó lên. Đây, chúng ta cách ra này, thêm gọi chữ Control vào, Control S. Lưu lưu vào này, sau đó loát này. Đấy. Lúc này các bạn sẽ thấy là nó loát này, nó hiển thị ra cái khung này. Chúng ta có thể đây, chạy. Thì đấy là video chúng ta lưu ở trong máy tính nhé. Còn video ví dụ chúng ta muốn chèn một cái video ở trên mạng chẳng hạn, ví dụ như ở trang YouTube chẳng hạn này, chèn video ở trang trang YouTube thì ví dụ như chúng ta chèn một cái bài nhạc như này. Để chèn cái nhạc này thì nó lại để chèn cái video trong YouTube thì nó đơn giản hơn. Các bạn chỉ cần kích vào cái nút share này nhá. Sau đó vào cái phần embed này. Đây chúng ta có nó hiện hiển thị ra cái code này. Chúng ta copy này. Copy code nhá. Copy code xong rồi chúng ta mở cái của chúng ta lên. Đây. Dự các bạn chèn đây nhá. Các bạn paste cái code này vào. Như là Ctrl S để lưu vào. Sau chúng ta load đây. Đấy. Như các bạn thấy là chèn một cái video ví dụ nó có sẵn ở trong trang YouTube này chẳng hạn, thì nó sẽ tạo sẵn cho chúng ta cái code ở đây rồi. Chúng ta chỉ cần copy, chỉ cần vào cái phần share này, chọn cái phần nhúng này, embed nghĩa là nhúng nhúng video đấy, này copy cái code này vào là xong. Được. Đây. Đó là video nhé. Rồi, kiểu cái phần này thì chúng ta dừng ở đây.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.